Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại Bánh Cam Show. Tuần này thì Cam sẽ chia sẻ với mọi người về việc là chúng ta sẽ làm gì với những khoảng trống của cuộc đời mình. Đương nhiên ai cũng sẽ có những lúc không biết làm gì hoặc là không biết phải rẽ hướng nào khi mà chúng ta có quá nhiều lựa chọn trong cuộc sống này, bất kể bạn đang đi học hay đi làm. Chính bản thân Cam cũng đã từng trải qua những cảm xúc đó và Cam tin rằng là trong tương lai không ít lần nữa Cam sẽ trải qua vô vàn cảm xúc tương tự như vậy. Cho nên hôm nay Cam muốn chia sẻ chút xíu trải nghiệm của bản thân mình, biết đâu được sẽ giúp những bạn đang bế tắc ở trong những sự lựa chọn hoặc là có những cái khoảng nghỉ không biết phải làm gì tiếp theo sẽ tìm được lối đi cho mình. Con người của chúng ta có rất là nhiều cột mốc để phát triển bản thân mình khi mà chúng ta còn rất là nhỏ, học cấp 1, cấp 2, cấp 3, khi chúng ta thi chuyển trường và khi chúng ta tốt nghiệp lớp 12 học đại học. Đó, có những cái khoảng mà chúng ta phân vân rất là nhiều chính là khi mà chúng ta tốt nghiệp lớp 12 xong rồi chúng ta không biết phải học gì, làm gì, không biết mình thích gì. Đó chính là điều khiến Cam băn khoăn nhất khi Cam ở độ tuổi 17, 18 tuổi. Cũng có những khoảng lặng khiến cho Cam phải suy nghĩ rất là nhiều. Cam suy nghĩ rằng là bây giờ mình cần phải làm gì, lựa chọn nào là chính xác nhất với mình, bởi vì không có một ai tư vấn cho mình hoặc là có những cái lời khuyên ngay lúc đó để cho mình có những lựa chọn chính xác. Đương nhiên ai cũng sẽ có một cuộc sống riêng và chưa chắc cái lời khuyên đưa ra của họ sẽ giúp cho bạn có một lựa chọn chính xác. Chính xác hay không thì chính bản thân mình á sẽ hiểu được rằng là cái lựa chọn này mình có trách nhiệm với nó hay không, và từ cái việc mà mình có trách nhiệm với nó mình sẽ có lựa chọn chính xác. Và cái cột mốc đó qua đi, khi chúng ta đi làm rồi chúng ta sẽ có những lựa chọn là làm ở công ty nào là tốt nhất, làm chủ hay là làm thuê. Có rất là nhiều sự lựa chọn mà khiến cho chúng ta phải đau đầu. Giữa những sự lựa chọn đó chúng ta hay có những cái khoảng trống á, thì chúng ta sẽ làm gì? Cam không ít lần có những khoảng trống đó. Ngày trước á, khi mà Cam chụp hình á, mặc dù đây là một cái nghề mà Cam rất là yêu thích, Cam học nghề chụp ảnh ra, Cam học trường lớp đàng hoàng, học có chuyên ngành nhiếp ảnh á, Cam cũng rất là yêu thích luôn, nhưng mà Cam cũng rất là phân vân, không biết mình ra rồi mình có làm được không, rồi khi mình ra mình đi làm rồi mình nghĩ rằng cái nghề này nó có ổn định, có đi theo mình hoài không. Và trong những lúc mình suy nghĩ như vậy mình rất là đau đầu, mọi người, mình không biết là mình cần phải làm gì. Rất là ít người có thể cho mình được cái lời khuyên, bởi vì mọi người biết không, khi mà bản thân mình á chưa có rõ ràng được á, bất kỳ lời khuyên nào á cũng trở nên vô nghĩa. Khi bạn có một con đường rồi á thì khi bạn nghe lời khuyên, lời tâm sự của người khác sẽ soi sáng thêm cho con đường của bạn. Còn khi bạn chưa biết mình cần phải làm gì, mình chưa biết mình phải đi đâu, lựa chọn như thế nào, những cái lời khuyên đó nó cũng giống như là những cái ý kiến tham khảo và mình nghe rồi mình sẽ quên thôi, nó không có giúp ích được gì cho mình hết. Và có một thời điểm khi mà Cam đang đi làm á, Cam không biết nên tiếp tục công việc hay không hay là làm một công việc khác. Cam suy nghĩ rất là nhiều và Cam bắt đầu tạm ngừng việc chụp ảnh đâu đó một tháng. Đó là một cái khoảng trống mà Cam nghĩ rằng là rất là quý giá. Cho đến bây giờ mình nghĩ lại thì Cam rất là biết ơn mình của quá khứ đã cho mình cái khoảng trống suy nghĩ mình cần phải làm gì tiếp theo và chúng ta cần phải làm gì ở những cái khoảng trống đó. Cam bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc mình đang làm. Khi mình nhìn nhận một vấn đề sẽ có hai hướng, một hướng là tiêu cực, một hướng là tích cực. Đương nhiên ai cũng sẽ suy nghĩ hướng tiêu cực đầu tiên, đúng không mọi người? Mình cũng sẽ suy nghĩ là nếu mình không làm công việc này nữa thì đương nhiên cái điều mình đối mặt đó là không có tiền, và tiếp theo là phải đi tìm việc mới, tốn tiền để học một công việc mới. Đó, xong rồi sau một khoảng thời gian ngắn nữa thì chúng ta mới nhìn nhận ra được những vấn đề tích cực mà chúng ta muốn hướng tới. Trong thời gian đó Cam về quê, Cam lựa chọn những cái nơi mà bình yên nhất mà mình nghĩ rằng là mình muốn ở, xa với lại cái môi trường mà mình đang ở. Bởi vì cái môi trường mình đang ở nó đang là một cái nhịp sống mà giúp cho bạn làm những công việc bạn đang làm, và hiện tại bạn không muốn làm những công việc mình đang làm nữa, cho nên mình cần phải thay đổi môi trường. Khi mà Cam thay đổi môi trường á, thì Cam cảm thấy nhẹ đầu hơn rất là nhiều. Cam thay đổi suy nghĩ bởi vì cái môi trường xung quanh, những con người xung quanh làm cho Cam không còn bị áp lực nữa. Và Cam về quê không có người nhiều á, Cam dành thời gian cho bản thân mình. Và một điều Cam rút ra được là khi mà chúng ta có thời gian cho bản thân của chúng ta thì bất kỳ lựa chọn nào, bất kỳ khoảng trống nào chắc chắn chúng ta sẽ có câu trả lời. Có một câu chuyện như vậy khi mà Cam đọc trong quyển Hoa Sen Trên Tuyết. Câu chuyện kể về một người đàn ông. Cái người này á, ông ấy rất là nghèo
lúc mà còn nhỏ sống rất là vất vả, thì ông này ước mơ lớn lên sẽ kiếm được thật là nhiều tiền để lo cho cha mẹ, lo cho em và lo cho bản thân của mình thoát nghèo. Ông đặt mục tiêu ra, ông phải cố gắng đi học, đi làm để ông có được một công việc tốt. Thật là như vậy, ông cố gắng chăm chỉ để vừa học vừa làm và ông trở thành một y sĩ. Sau khi dành dụm có dư thì ông bắt đầu đầu tư vào những cái doanh nghiệp của bạn bè. Ông trở nên giàu có, từ đó thì ông thực hiện được ước mơ của mình là có nhà đẹp, xe sang và vợ đẹp. Nhưng cuộc đời không như chúng ta nghĩ, đúng không mọi người? Cái người đàn ông này gặp phải một căn bệnh, đó là bệnh ung thư. Căn bệnh đã lấy đi rất là nhiều tài sản của ông. Rồi song song với việc đó là công việc kinh doanh của ông, những công việc đầu tư của ông nó thua lỗ và dẫn đến tranh chấp. Và người vợ xinh đẹp của ông cũng bỏ ông mà đi, bởi vì ông đã không còn tiền nhiều nữa để cô ở bên cạnh. Sau khi mà ông thất bại trong mọi chuyện về sức khỏe, về tiền tài, về gia đình, ông mới nhìn nhận ra một điều rằng là bây giờ mình cần phải làm gì, mình đang làm gì, mình là ai. Ông tự hỏi chính bản thân mình và ông không có câu trả lời, bởi vì cái điều ông cần ông đã làm được rồi, còn cái điều mà ông thật sự mong muốn nó chưa có câu trả lời. Chúng ta cũng vậy, chúng ta có rất là nhiều điều mong muốn nhưng chưa một lần nào chúng ta dành thời gian cho bản thân để hỏi chúng ta thật sự muốn gì. Bởi vì những điều mà chúng ta làm hiện tại là đơn giản là đi làm, đi kiếm tiền. Chúng ta sẽ chọn một cái nghề nào đó mà chúng ta thích để chúng ta cảm thấy thoải mái cho cái việc chúng ta kiếm tiền hơn, để chúng ta có kinh tế lo cho cuộc sống, lo cho những người thân xung quanh, để mua những món đồ mà khi mình không có tiền mình ao ước mình mua được. Thì đó chính là những điều chúng ta cần mà chúng ta chưa có hiểu rằng là mình muốn cái gì. Mình tự hỏi bản thân mình là mình muốn điều gì. Bởi vì sao? Bởi vì những cái điều chúng ta cần đó, chúng ta chưa đáp ứng được. Cho nên trong quá trình mà chúng ta đi kiếm cái chúng ta cần, đôi khi chúng ta sẽ bị mất phương hướng một chút xíu và sẽ có những cái khoảng rỗng. Những khoảng rỗng Cam nói ở đây đó là những khoảng mà chúng ta cần hỏi bản thân mình thật sự muốn gì ở cuộc đời này. Và cái khoảng thời gian đó của Cam cũng tương tự giống như cái người đàn ông trong quyển Hoa Sen Trên Tuyết. Cái người đàn ông đó mới tự đi hỏi bản thân mình là mình thật sự muốn gì. Có những nơi mình rất là muốn đi nhưng mình đã bỏ lỡ bởi vì công việc. Có những người mình rất là muốn gặp nhưng mình cũng đã bỏ lỡ vì công việc. Bản thân Cam cũng vậy, có những khoảng thời gian thì Cam bận công việc đến mức mà Cam không có gặp được bạn bè, không có về thăm cha mẹ thường xuyên. Thì Cam có những khoảng trống đó, Cam bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Cam suy nghĩ thật sự mình thích điều gì, công việc hiện tại này nó có mang lại cho mình sự ổn định lâu dài hay không, và mình có cảm thấy enjoy với cuộc sống này, với công việc này, và công việc này nó có hỗ trợ cho mình nhiều trong việc xây dựng bản thân mình hay không. Đó, Cam dành thời gian để tự hỏi chính mình. Có một điều rất là hay, khi mà chúng ta đặt câu hỏi chắc chắn sẽ có câu trả lời. Cho dù là bạn hỏi ai, hỏi bản thân mình hay đặt câu hỏi bâng quơ với vũ trụ, Cam tin rằng mọi người sẽ nhận được câu trả lời. Chỉ cần mọi người dám đặt câu hỏi và dành thời gian để đặt câu hỏi. Thì khi Cam có những cái khoảng lặng về quê và Cam tự đặt câu hỏi ra cho bản thân mình, thì Cam mới thấy được những câu trả lời mà mình cần phải thực hiện. Điều thứ hai Cam cảm thấy có ích trong cuộc đời của Cam nữa, đó chính là đọc sách. Có thể mọi người ở đây sẽ nghĩ rằng đọc sách, một người nào đó đọc sách sẽ rất là mọt sách. Ngày xưa Cam cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà sau này khi mà Cam gặp phải những cái suy nghĩ mà Cam không có lối thoát á, hoặc là không có người nào mà Cam tâm sự được á, Cam bắt đầu đọc sách. Khi đọc sách á, Cam vừa có thời gian cho bản thân của Cam, Cam vừa tìm được câu trả lời. Có thể đó chưa phải là câu trả lời chính xác, nhưng đó chính là những gì mà Cam có thể tham khảo được ở thời điểm lúc đó. Bởi vì lúc đó mình quá bế tắc rồi, mình không biết phải như thế nào. Nên là khi mà đọc sách á, thì có những cái ý kiến làm cho Cam cảm thấy được dẫn lối hơn. Có thể những cái dòng trong sách đó, đó không giúp được gì cho Cam hết, nhưng nó làm cho Cam bắt đầu suy nghĩ hơn, tư duy hơn, tự đặt câu hỏi chính mình. Và Cam bắt đầu có câu trả lời. Cam thấy đó chính là một trong những điều rất là có ích với cuộc đời của Cam. Điều thứ nhất chính là thay đổi một cái môi trường là cho mình thoải mái hơn, giúp mình có thời gian dành cho bản thân, đặt câu hỏi cho bản thân mình. Và điều thứ hai, khi bạn không biết hỏi ai, không biết tham khảo ý kiến của ai với những cái suy nghĩ bế tắc, thì mọi người có thể đọc sách để tìm ra câu trả lời. Ngoài việc đọc sách thì mọi người có thể nghe sách nói, với các bạn không thích đọc nhiều thì có thể nghe để có thể tìm ra được lối đi riêng cho mình. Và có rất là nhiều cách chúng ta có thể làm khi chúng ta gặp những cái khoảng trống trong cuộc đời của mình. Chúng ta tự nói chuyện với bản thân, tự đặt câu hỏi, đọc sách hoặc là thay đổi môi trường. Và đó là những trải nghiệm của Cam. Cam tin rằng ở ngoài kia các bạn cũng sẽ có nhiều cách hay hơn chia sẻ cùng với Cam. Cam không biết tương lai của Cam như thế nào, sẽ gặp những chuyện ra sao, thử thách ra sao, khó khăn đến cỡ nào, những khoảng trống mà mình cần phải suy nghĩ, những bế tắc mà mình cần phải thoát ra. Nhưng chúng ta có tinh thần muốn thay đổi
thì Cam tin rằng là mình sẽ làm được và sẽ có cách để giúp mình thoát ra những cái khoảng trống đó. Hy vọng những cái chia sẻ nhỏ này của Cam sẽ giúp cho các bạn một phần nào để thoát ra những suy nghĩ bế tắc của mình. Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mọi người nếu mà thích video của Cam, thích cách Cam chia sẻ thì đừng quên like và subscribe kênh của Cam để cho Cam thêm động lực để Cam làm video nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha.